Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm vitamin 9 b Wit Mineral Bomax do Việt Nam sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về vitamin 9 b with Mineral Bomax cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm vitamin 9 b with Mineral Bomax có thành phần là vitamin B1 1,25mg, vitamin B2 1,25mg, vitamin B3 2mg, vitamin B5 2mg, vitamin, vitamin B6 1,25mg vitamin B8 40 microgram, vitamin B9 100 microgram, vitamin B12 10 microgram, chốt lai 2 mg, nhung hương 10,2 mg, đông trùng hạ thảo 15,5 mg, ginseng extract 10 mg, linh chi 8,2 mg, sữa ong chúa 20 mg, vitamin 9 B with mineral bomax được bảo chế dưới dạng viên năng. Vitamin 9 B with Mineral Bomax mang lại cho người dùng công dụng, bổ sung vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa trong cơ thể, giúp bồi bổ sức khỏe, kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon miệng, tăng sức đề kháng, nâng cao thể lực. Sản phẩm dùng cho các trường hợp tăng cường sức khỏe trong các trường hợp suy nhược cơ thể, thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy yếu, thời kỳ dưỡng bệnh, trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Sản phẩm vitamin 9B with Mineral Bomax được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của vitamin 9 b with Mineral Bomax được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, ngày uống một viên vào buổi sáng hoặc trưa. Chống chỉ định khi sử dụng vitamin 9 b with Mineral Bomax, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng vitamin 9 b with Mineral Bomax, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm vitamin 9B with Mineral Bomex, đồng thời biết cách sử dụng vitamin 9B with Mineral Bomex sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham